Đèn khử mùi, khử khói thuốc lá, khử cả khí ga. Đèn đuổi muỗi, còn tiết kiệm điện. Pin sạc dự phòng có khả năng đầy nổ cả ô tô. Đây chỉ là một trong nhiều sáng chế được ra đời từ bàn tay và khối óc của các thanh niên khuyết tật. Là một trong 50 thành viên của trung tâm, Dương Hồng Thảo, quê ở Kiên Giang, sau 3 năm đến học nghề, giờ Thảo không chỉ có thể tự tay làm ra các sản phẩm đồ điện, mà còn có thể đứng lớp để đào tạo lại cho các bạn cùng cảnh ngộ. Là mình tự hào là một cái là hàng của mình là tự người, tự thanh niên khuyết tật của tụi em làm luôn. Mày mò, gắn thử thử. Hầu hết thời gian các thanh niên khuyết tật ở đây luôn gắn với các loại linh kiện điện tử. Những ý tưởng cải tiến cũng ra đời từ đây. Hiện trung tâm đang sở hữu 9 sáng chế thiết bị điện và đang sản xuất cung cấp ra thị trường. Khi vào trung tâm này thì các bạn đi ra đời, bạn sẽ rất tự tin hơn nhiều vì đã mang trong mình có một cái nghề, được đào tạo trong mình một cái nghề vốn sống. Nên đi ra ngoài là các bạn cũng không có thể tự ti. Người bình thường nỗ lực 1 thì những thanh niên khuyết tật ở đây phải nỗ lực 10. Hạnh phúc nhất với họ không gì khác là khi những sáng chế được ra đời và nhận được phản hồi tốt từ người tiêu dùng. Đây cũng chính là động lực để những thành viên của trung tâm tiếp tục tư duy, cải tiến để cho ra đời những sản phẩm thế hệ tiếp theo đa năng và hữu ích hơn.